Tôi thấy một các bạn mà tôi tên là Vũ Điện Phong, tôi học sinh lớp 6 ở trường và học hiện đang học ở trường trung học cơ sở trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành. Hôm nay tôi sẽ thuyết trình về bài thuyết trình khủng long chạy của tôi. Đầu tiên khi nhấn bắt đầu chương trình sẽ có một chú khủng long chạy trên đường, nếu như mà chạm vào cây xương rồng thì sẽ có game over. Mặc dù không in level nhưng mà độ khó sẽ tăng dần từ level từ điểm 10 đến điểm 20. Ôi. Thầy thầy cháu ơn tí con chỉnh to lên cho nhanh thế. Nếu level 10 thì khủng long sẽ chạy nhanh hơn. Và những cây xương rồng sẽ và những cây xương rồng sẽ đi đến chúng ta nhanh hơn. Và tiếp tục nó sẽ tăng level khó hơn khi đến level 20. Sau 20 thì lúc này những cây xương rồng sẽ đi nhanh hơn lúc level 10 với tốc độ là 8. Và khi đến score là 30 thì sẽ hiện lên màn hình win. Một thứ mà con thích nhất ở trong cái chương trình này là cái đếm điểm và hiện lên màn hình của con và in điểm lên màn hình, là con dùng con tạo phông, là con dùng phông san ở cơ chữ 20 để in lên góc của màn hình với tọa độ là 5/5. Và một phần nữa con thích là cái phần game over của con, thì nếu con đặt hai cái đấy là Dinosaur Rex và cây xương rồng Rex là in lên hai cái này. Và nếu như mà hai cái này Olivia có nghĩa là va chạm với nhau thì cái bến dừng lại ở trên là đang là false, thì xuống dưới này nó sẽ là bằng true. Và con sẽ đặt tốc độ nhờ chạy của cây xương rồng bằng không. Tốc độ nhảy có nghĩa là cái tốc độ mà khi mà con khủng long nó nhảy lên, nó cũng là chiều cao mà con khủng long nó nhảy lên, thì nó cũng sẽ bằng không. Và chương trình sẽ dừng lại hiện lên màn hình chữ game over. Cũng như là nếu như mà điểm bằng 30 thì sẽ hiện lên chữ win và tốc độ và tương tự như cái trên. Và nếu như mà phần thuyết trình của con đến đây là hết. Cảm ơn các thầy các bạn lắng nghe ạ. Thiện Phong bổ sung luôn cho giúp thầy xem là cái ảnh ảnh nền này hay là cái ảnh nhân vật thì con lấy ở đâu? Ảnh nền thì với cả ảnh nhân vật thì con nhờ mẹ con hướng dẫn, và con cũng lấy ảnh trên một số cái trang mạng và một cái số video YouTube hướng dẫn làm ạ. Rồi, ok. Tiếp theo thì con nhảy bằng nút gì nhỉ? Thầy chưa chưa nhìn thấy chưa chưa nghe thấy con giới thiệu. Với chương trình nhảy này thì con đã nhảy bằng nút nếu như mà kiểm tra điều kiện là nếu như mà có phím xuống và là phím cách thì nó sẽ nhảy lên ạ. À, rồi, ok. À, như vậy là đã đầy đủ rồi, 4 phần. Rồi, tiếp theo thầy sẽ mời và nhận xét nhé. Thầy mời Hưng nhận xét bài làm của Thiện Phong nào. Là con thấy bài của bạn khá hay, bạn thuyết trình tốt. Ồ, không góp ý gì hả Quang Hưng? Dạ, con nghĩ Đây là là bài con của định bạn là phần tốt chân rồi. lại của con người đúng không? Rồi, ok. Thầy mời thêm một bạn đấy nhé. Quang Hưng nhận xét ít quá. Thầy mời bạn Nguyễn Hồng Việt Tâm nào. Việt Tâm nhận xét giúp bạn. Các bạn. Dạ, con thấy bài của bạn làm rất hay và bạn thuyết trình rất tốt, nhưng con chắc con góp ý thêm cho bạn là khi ở cấp độ đầu thì con thấy là cây xương rồng nó các nó được các mấy cái cây xương rồng nó có cách đều một cái khoảng cách nhất định, nó không có là như là cách bao nhiêu một cây, như là nó cách nó là không cách ngẫu nhiên, nhưng mà nó cách theo một cái
một cái chiều dài nhất định thì nó sẽ làm cho người chơi dễ lấy điểm, với lại rất là dễ dàng cho người chơi. Và con mong là bạn sẽ thêm vào các sơn lồng vào mỗi cái vị trí ngẫu nhiên để tăng độ khó thêm cho người chơi. Ok, cảm ơn Việt Tâm. Việt Tâm nhận xét cũng khá khá là nhiều ý giống ý của thầy. Rồi, thì thầy sẽ nhận xét nhé. Trước tiên là bài làm của Tiến Phong thực sự là một game Dino, không phải là game dễ các bạn ạ. Thực sự không phải là game dễ và nó có những cái nội dung tư duy logic mà thầy chưa dạy cho các bạn. Đặc biệt là cái phần mà con Dino nó nhảy lên, sau đó là nó tụt xuống như thế nào. Tất nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái cú pháp Python cơ bản để chúng ta làm được. Đó, thế nhưng mà đánh thầy đánh giá rất là cao là phần Thiện Phong đã có thể là tự tìm hiểu cái thuật toán để có thể làm cho con Dino con nhảy lên và có thể hạ xuống. Tất nhiên phải có sự trợ giúp, có sự giúp của thầy nữa. Đó. Thế nhưng mà cũng khá tốt rồi, bạn làm cũng được khoảng độ 7 8 90% rồi. Đó, thầy chỉ giúp một chút thôi nhá. Tiếp theo thì có cái chức năng thắng thua của bạn cũng khá hay. Tuy nhiên ấy thì thứ nhất là chúng ta cần phải có thêm một số, có lẽ là trong tương lai đi nhé, trong tương lai thì Phong sẽ thêm cho thầy cái cây xương rồng ấy, đúng theo ý của Việt Tâm nói, có lẽ trong một tuần thì con không làm kịp đúng không, nhưng trong tương lai thì con nên thêm những cây xương rồng, nó xuất hiện ngẫu nhiên và nó cái độ cao của nó cũng ngẫu nhiên nữa nhé, cái độ cao của nó cũng ngẫu nhiên nữa. Đó. Thì có cái cây thấp và cây cao ấy, thì nó sẽ làm một game của nó phong phú hơn chẳng hạn, ví dụ như vậy. Đó. Còn một phần nữa là Vũ Thiện Phong có một cái kỹ năng thuyết trình khá là tốt và con khá là tự tin khi mà thuyết trình. Đấy. Con cũng khá rất hiểu rất là rõ cái bài làm của mình. Chứng bằng chứng là con có thể giải thích được hầu hết tất cả các cái chức năng mà con thêm, đặc biệt là một cái hàm mà con không sử dụng hàm căn bậc hai để có thể tính toán khoảng cách, mà con sử dụng một cái hàm khác để có thể kiểm tra va chạm. Con có thể mở cái hàm đó ra cho các bạn xem và tham khảo nhé. Con cứ thầy là con dùng hàm con để đặt hai cái biến quyết để in ra màn hình hai cái xương rồng và con khủng long, rồi sau đó là con dùng cái hàm va chạm giữa hai con đấy để không phải tính toán khoảng cách. Tính toán khoảng cách thì nó sẽ đôi khi sẽ gây ra cái sự nhầm lẫn, ví dụ như là nếu như mà mình mà tính toán khoảng cách và mình tính nhầm một số lần thì khoảng cách của nó sẽ, cái viền ngoài của nó đấy thì nó sẽ bao quanh tính toán khoảng cách nó bị sai. Rồi, ok, rất là tốt. Các bạn có thể tham khảo hàm này nhé. Đặc biệt là các cái bạn mà xong xong cái phần thuyết trình của mình rồi nhưng muốn nâng cấp cái phần cái game của mình lên ấy, thì chúng ta có thể tham khảo hàm này. Và kể cả những bạn chưa làm cũng là có thể thực hiện được nhé. Đây là hàm kiểm tra va chạm này các bạn này. Tất nhiên không phải là học viện dạy cho các bạn một cái đường vòng là các bạn tính toán khoảng cách làm cái gì nhá. Đó, các bạn hỏi câu đấy là thấy rất là buồn, được chưa ạ? Bởi vì là khi mà mới học lập trình ấy, các bạn học là lớp Python cơ bản mà. Thế cho nên là nếu như các bạn dùng quá nhiều hàm thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc tư duy logic của các bạn nhé, các bạn nhé, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc tư duy logic. Thế cho nên là luôn luôn là các thầy cô muốn là các bạn có một cái nền tảng tư duy logic tốt, còn dùng hàm thì quá đơn giản các bạn ạ, thầy chỉ cần đưa với cả các bạn một cái hàm thậm chí cũng chưa đến 2 phút là xong đúng không. Đó, thầy mất khoảng gần 1 tiếng cho lớp mình dạy một cái hàm tính toán khoảng cách bằng cái công thức căn bậc hai đấy các bạn. Thế nhưng mà nó rất là tốt cho những người mới học lập trình nhé. Thế còn hàm này thì tiện hơn rất nhiều. Đó, hàm này có thể kiểm tra được va chạm giữa cái hình ảnh số 1 và hình ảnh số 2. Đây ạ, thầy khoanh hai cái hình ảnh này. Hình ảnh số 1 các bạn ấn nút chấm là chúng ta sẽ đưa ra được, nó sẽ có thể gợi ý cho các bạn cái hàm này. Và tham số của hàm này chính là cái hình ảnh số 2. Hai hình ảnh này mà thầy khoanh màu xanh ấy mà nó chạm vào nhau thì cái hàm này sẽ trả ra giá trị là đúng, tức là nó đã chạm vào nhau rồi nhá. Nhưng khi sử dụng hai hàm này các bạn cần phải lưu ý, đặc biệt lưu ý thêm một việc, đó là cái viền bao quanh của nhân vật phải thực sự sắc nét và chúng ta không có cái phần dư thừa nhá, không có cái phần dư thừa, được chưa? Như cái game vừa rồi của Vũ Thiện Phong ấy là thầy có nhận ra là cái con khủng long của con ấy hoặc là cái cây xương rồng của con nó có một cái phần dư thừa mà có lẽ là nó màu trắng, mà cái nền ảnh của con màu trắng, cho nên là mình không nhận ra cái phần dư thừa của ảnh, cho nên là khi mà con nhảy con Dino lên mà nó chưa chạm vào cây xương rồng ấy mà nó vẫn báo thua đấy. Vừa rồi con có chơi một lần đấy các bạn, chơi một lần động một tí thôi ở đằng trên thôi là nó báo thua rồi đúng không ạ? Đó không phải lý do tại cái hàm này sai đâu các bạn ạ, mà là do chúng ta cắt ảnh không chuẩn thì nó sẽ xảy ra hiện tượng đó nhá. Đó, Thế cho thì nên cắt ảnh luôn phải
Đúng rồi, chính xác đó, thì phần đấy thì con thầy có nhận ra rồi, thì chút nữa nhé, chút nữa có thể nâng cấp thêm đó, và hoàn toàn con có thể tự nâng cấp thêm mình thêm nhiều những cái chức năng khác nữa như thầy và bạn Việt Tâm vừa mới ghi cho con. Chúc mừng Thiện Phong đã hoàn thành tốt cái bài tập sản phẩm cá nhân của mình. Vâng ạ.